Trước mắt anh em đây là bé Triumph Tiger 900 phiên bản Rolly Pro nha anh em. Phiên bản Rolly Pro là phiên bản cao cấp nhất. Rồi có phiên bản GT Pro nữa thì nó trang bị bánh mâm. Đấy, thì dòng GT Pro thì nó dùng để đi đường trường là chủ yếu ha. Còn đi off-road, đi địa hình thì anh em nên chọn cái dòng Rolly Pro này. Đó, xe nó trang bị bánh căm, vỏ không ruột top led, niền acrom nha anh em. Và có cảm biến áp suất lốp trước sau. Đấy, xe thì trang bị phanh Rainbow trước sau luôn. Anh em thấy nó xịn không? Phanh Rainbow trước sau, phuộc là của Showa, hành trình ngược. Và cái hành trình của nó cũng khá dài, lên đến là 200mm trước và sau. Đó, và phiên bản Rolly Pro thì nó có trang bị cho mình chống đổ thân xe cũng như là giáp bảo vệ gầm nha anh em. Đó, xe thì trang bị cũng tương đối các đồ chơi kèm theo xe. Và cái chiều cao yên của em này thì loanh quanh khoảng 840mm. Tuy nhiên là khi mình ngồi lên cái yên á, thì chiếc xe nó sẽ lúng xuống, nó sẽ thấp xuống. Đó, nó giúp cho anh em cao khoảng tầm 1m65-68 cho lên là anh em có thể ngồi được chiếc xe này và điều khiển rất là dễ dàng nha anh em. Phuộc của nó thì nhúng rất là êm ái. Anh em đi những dòng mà phuộc có hành trình dài á, thì sẽ cảm thấy được cái xe nó êm ái, nó cũng đầm chắc khi mà mình đi ở tốc độ cao. Đó, thì phuộc này nếu mà anh em muốn cứng đầm chắc thì anh em có thể chỉnh ở trên cái đầu phuộc đây. Đầu cái ti phuộc thì nó sẽ có cái núm điều chỉnh ha, chỉnh cái độ cứng mềm của cái phuộc. Bình xăng em này là vào khoảng 19 lít nha anh em. Bình xăng cũng tương đối là lớn và đi rất là dư dả khi mà mình đi tour xa. Đó, yên của em này thì cũng có sưởi ấm yên luôn nha, sưởi ấm tay lái, sưởi ấm yên trước. Đó, yên ngồi rất là êm, yên dày dặn, ngồi rất là êm ái. Và bô ở phía sau thì nó làm cao giống như là dòng BMW GSA. Đó, bô vắt cao, đi không có sợ bị ngập nước ha. Vành sau cũng là vành căm luôn, vành căm có phanh Rainbow ở phía sau nha. ABS, traction control đầy đủ luôn. Đó, em này thì nhìn vào là thấy cục máy nè. Cục máy khung sườn thì nó cũng rất là nhỏ nhắn. Khung sườn rất là nhỏ nhắn nhưng mà cũng rất là chắc nha anh em. Em này thì trọng lượng em nó là vào khoảng 210kg trọng lượng khô. Trọng lượng cũng tương đối là nhẹ nhàng, vừa phải. Khối động cơ 900. Thì em này nó có công suất là 95 mã lực và vào khoảng 80 Nm ha. Và em này nó là sử dụng động cơ 3 máy thay vì là những dòng BMW GS. GS, GSA thì nó là 2 máy dạng boxer. Đó, hoặc là CS800MT thì nó cũng là 2 máy, 2 máy thẳng hàng. Còn với dòng Triumph thì đặc trưng của nhà Triumph là nó sử dụng động cơ 3 máy. Đó, nó sẽ cho mình cái âm thanh hú cũng khá là phấn khích khi mà mình đi ở những dải tua cao nha. Anh em kéo ga lên là nghe cái tiếng rít 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 gió của máy, của động cơ thì nghe rất là hay. Đó, thì anh em nào yêu thích cái dòng Triumph này thì anh em cũng có thể lựa chọn xe để đi tour, đi phượt và đi off-road địa hình cũng rất là ok, rất là ổn áp luôn. Xe thì cũng có nhiều chế độ hỗ trợ cho anh em chạy vượt địa hình hoặc là chạy đường trường, rồi rain. Đó, đi đường mưa, đường cát. Đó, sẽ giúp cho mình hạn chế những cái rủi ro. Rất là ok nha anh em. Rồi, em này bán có giá là 400 mấy chục triệu thôi. Anh em nào quan tâm thì cứ ghé qua bên mình để mà xem xe nha.